sáng thức dậy là bắt đầu làm việc là thấy không? Cái sườn non nè, các chị thấy bữa hổm tôi xé không? Tôi xé xong rồi cái tôi ướp, ướp xong rồi tôi phơi qua đây nó khô nè, nó khô cho nên chiên nhìn nó không có rút dầu nè, thấy không? Đó. Ướp xong rồi khô nè, phơi hai nắng chứ bây giờ mà mấy bữa nay phơi là không khô nữa rồi đó, cho nên chiên nó đã rút dầu. Kệ Tết làm biếu cho bà con ăn, sáng ngủ dậy là bắt đầu làm. Khô như là chứ không có rút dầu quý vị à. Này để mấy giấy chậm thì nó nè, nó để giấy gì nó là nó không có dầu rồi mình mới thắng nước đường kẹo lại mình rưới nó lên để mè lên thành nó làm nó ra cái món cá cơm. Cực hơn ở Việt Nam. Việt Nam mấy thầy có phước hơn, sung sướng hơn. Điều nó nói vậy thôi chứ không ai bắt mình làm. Tại vì mình muốn làm cho nó rãn gân rãn cốt nha, chứ để thôi nói vậy mấy thầy nói bộ ai bắt làm. Chứ mình làm mình tự mình tạo ra cái cuộc sống cho mình nó đỡ mang tội. Bởi vì tôi tự thấy tôi phước mỏng nghiệp dài cho nên giờ tôi sợ thọ của ba tánh lắm, tôi ráng tự tôi làm đời sống của tôi vậy đó. Khi mà phơi vậy nè, chiên nó rất là lẹ, dầu đang sôi phần phần đó. Tôi làm bì. Tôi nhớ hồi đi làm ở quán á, làm không có nghỉ tay, không có ngồi nữa nghe. Mỗi lần ngồi xuống cái bà chủ quán nói làm mà ngồi không. Phải đứng vậy nè.
Ngồi bên đây sướng quá, đi làm mà ngồi không. Bởi vì ở Mỹ á, kiếm đồng tiền cũng trầy da trắc tóc dài, đi làm công đi làm mẫu nó cũng khổ lắm nha quý vị. Cái gì tôi cũng từng trải, giờ ngẫm lại thấy đời ngao ngán. Như thế không, phơi nó khô rồi rất là lẹ không. Bây giờ mình phơi khô cái mình chia cái lẹ lắm nè, củ sắn nè, vậy cái nó nguội cái tôi thái nhuyễn ra, thấy không, mình chiên vàng này nè, nó nguội mình thái nhuyễn ra, nó làm bì nó đơn giản mà nó ngon. Chỉ cái món khai môn củ sắn với tàu hũ với cái gì đó, cái gì quên, là bún tàu dưa thính nè, bún tàu nè, phải không, chuẩn bị hết rồi đó. Bún tàu là bún tàu luộc nha, chứ không có chiên, là chiên nó giòn nó cứng mấy bà già không được. Thì nó rút dầu dữ lắm. Đúng ra là phải làm bằng tàu hũ bì á, làm bằng tàu hũ, nhưng mà bây giờ tôi quên mua tàu hũ rồi, giờ tôi phải lấy cái này nè, tôi ngâm tôi chế chế tàu hũ nè. Với tôi chợ quên mua tàu hũ rồi. Có cách pha chế duyên mới vậy phải chịu. À, ngâm xong nó mềm ra, xong mình bóp nó cho nó hết cái chất, cái quá chất của nó, xong rồi mình mới thái nhuyễn. Thái nhuyễn rồi mình ướp, ướp xong mình rang lại thôi. Thế món tàu hũ quý vị nhớ làm bì á, càng đơn giản nó càng ngon. Làm bì mà chế biến nào là cà rốt, nào là tùm lum, nó không có ngon, nó kẹt á. Khi nào phay môn mắc quá nó thì mình thêm phay phay tây và phay lang, còn phay môn mà nó không mắc mấy thì thôi, nó chỉ phay môn với củ sắn, quan trọng là củ sắn. Tôi làm tới đâu là gọn tới đó đó nghe quý vị.
cái người khéo mà thợ nấu khéo là vậy đó, làm tới đâu là gọt tới đó, không có để cho người người khác cực gì mình, thấy không? Là mà nấu mà bài ra đó, cái người dọ có mệt lắm, tôi bực mình lắm. Đi làm ở Mỹ đó, người ta tính giờ, cho nên không có đứng, không có mà đứng ở không hay là ngồi ở không mà nói chuyện được đâu nghe quý vị. Ta tính từng giờ mà, là mấy giờ là ta tiền mấy giờ. Làm cái này là bắt qua cái kia vậy đó, nó làm ở Mỹ. Làm tới đâu là phải dọn tới đó, dao phải để chỗ dao. Nè, hôm qua tôi làm cá rồi nè, thấy không? Mì căng cũng vậy, mì căng là để cho nó ra đá, rửa sạch, xé rồi ướp đi nè, ướp rồi bây giờ thì đầu rảnh tới giờ mình chiên, thấy không? Mì căng đó. Một sáng là tôi mới vừa thấy tôi làm mấy món chưa. Thấy không, sáng làm mấy món luôn, thấy không? Mì căng tôi cũng xé ngày hôm qua nè. Nè, mình là làm sao mà nó có cái logic thì nè, không có cho cái bếp nó ngưng là rất là lẹ, thấy không? Hồi nãy tôi chiên củ sắn, chiên củ sắn xong rồi cái tôi qua tôi chiên sườn non, sườn non xong rồi chiên mì căng, mì căng xong rồi chiên cá, có gì thấy không? Là coi như là nó lẹ mà nó logic bởi ở ở ở Mỹ là phải làm vậy mới có ăn nha, chứ mà làm mà chờ sàn qua sàn lại là đói đó nha. Còn bây giờ mà nếu mình chiên cá trước rồi mới chiên mì căng á, thì nó bị hôi cái mùi rong biển, cái rong biển nó rã ra nó dính vô mì căng thì không có đẹp, cho nên phải chiên mì căng trước. Cái vợt này nè, mình mới vớt ra được mấy cái nhuyễn nhuyễn cái nó thôi, nó khét dầu. Thấy không? Vớt hết cái nhuyễn nhuyễn này, các vị thấy không? Cái thôi nó bị khét dầu. Đó, mình càng để đây. Hồi mình thắng nước đường, nó làm từng món từng đó, đó, đó sườn non. Bây giờ mình đổ mì căng vô nghe cái này rớt nè, ồn.
Công trình với cái bếp là khác. Làm tới đâu phải cho sạch sẽ tới đó. Bây giờ mình cũng chưa có chiên mì căng vội nữa, nó còn một món nữa là phai môn. Chiên phai môn. Phải không, mà những Phật tử mà cái tâm hồn mà ước ác á thì không có nên chiên phai môn nghe. Tôi nhắc hoài à, mấy người mà tâm hồn mà ước ác á, chiên phai môn có dính cái nẹo cái nẹo cái nẹo cái nẹo thôi đó. Giờ mình cho nó lắp dầu hết dầu rồi nè, cái chờ một hồi cái mình lấy mình trở nó lên thôi. Kiếm đôi đũa. Lộn nó mất chiếc đũa rồi. Chiếc đũa chiên ra đũa chiên. Vậy thì ý con mình tôi mà nó còn lộn tới lộn lui nha. Lộn nó mất một chiếc đũa chiên rồi. À có rồi. Nó mình chỉ chút vết thì nó đừng có khét ở trong cái rìa thôi. Chứ phai môn không có nên mà lấy xăm 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 vô hoài, thấy không? Chỉ có vết vết thì đừng cho nó khét ở trong này nè, thấy không? Nếu không có mà xăm 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 tỉa tỉa vô, nó dính là nẹo và nẹo lại nha. Để cho nó rút dầu nè nghe. Cái giấy này nó rút dầu nè. Bên Mỹ mấy cái giấy này rẻ lắm quá chị. Đừng có tiếc giấy cho nó rút dầu. Năm thứ hai là ngày nghỉ của tôi nè, là làm. Nghỉ là nghỉ giãn thì bắt đầu nấu đồ ăn. Hai giờ thời gian là mình chờ đợi phai môn thì bây giờ mình đi quét dọn bàn. Hồi nãy mình làm nó dính nè. Đó, vậy làm tới đâu phải sạch tới đó vậy đó. Quét tới bàn xuống đất. Rồi quét xuống đất, hốp. Thấy không?
chứ thôi nó rác không, bụi không. Làm tới đâu phải gọn tới đó, sạch sẽ tới đó vậy đó. Sạch sẽ. Nó là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Bây giờ mình không có tàu hũ thì tôi nói là ngâm cái đó, nhưng mà trước khi ngâm mà bây giờ phải rửa. Rửa cái mới dao mới chén cái này đi. Nó sạch đi, cái là cái sim á đừng có cho dơ. Cái chỗ cái sim rửa chén á là cái nơi vi trùng nó ẩn nấp nhiều nhất. Cho nên quý vị nhớ rằng đừng có cho nó dơ, nghe không? Không có đâu mà vi trùng mà nhiều bằng cái chỗ rửa chén hết trơn á. Bởi tôi nói muốn biết cái tính đàn ông thì xem cái sân nhà, muốn biết tính đàn bà xem cái xóa bếp. Bây giờ lỡ làm thầy chùa rồi, lỡ làm thầy chùa rồi thì phải vừa làm đàn ông mà vừa làm đàn bà. Đó. Rồi cái chỗ xin rửa chén là lúc nào phải sạch sẽ. Chùa là vừa làm đàn ông mà vừa làm đàn bà, vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm anh vừa làm chị, đó là kiếp thầy chùa. Kiếp thầy chùa là phải như vậy đấy, làm tất cả mọi việc, vừa làm thầy vừa làm trò vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm anh vừa làm chị. Nè, quý vị coi nè nha. Có phải mô tôi chiên nè. Bây giờ tôi đẩy nguyên cái về tôi trả ra nha. Nè, ra qua hồi đó đó. Nè, thấy chưa? Nguyên cái về là thấy không? Nè, trả qua, đó. Là nó giòn đều hết ra đó, quý vị thấy không? Đó, nguyên cái về trả qua thấy không? Bây giờ mình ngâm cái này đặng thế tàu hũ nha. Làm bì bây giờ lỡ quên mua tàu hũ rồi, hoặc là tàu hũ không có, thì mình ngâm cái này thế tàu hũ nè. Nè. Đúng ra ngâm một túi là được rồi, tôi ngâm hai túi thì hơi nhiều. Nhưng mà từ gọi lại mình làm thịt nướng lỡ ngâm ngâm hết. Bây giờ các vị nha, khoan tôi sợ phải môn khác, tôi lo dớt phải môn trước đi. Đó, phải môn giờ nó giòn rồi, thấy không? Nó giòn hai mặt rồi, thấy không? Nè, thấy chưa? Đó, ngon lành không? Thấy không? Phải môn giờ giòn hai mặt rồi đó, thấy không? Dớt ra phải môn.
bỏ cái mới vô, rửa cho nó đều nè, thấy không? Rải nó cho nó đều nè, cho nó ngập dầu hết. Quý vị nhớ chiên mà ngập dầu là nó không có rút dầu nha. Mà quý vị chiên mà không ngập dầu là nó rút dầu dữ lắm nha. Nè, tôi cho quý vị coi nè. Tôi nãy tôi nói vừa phai môn, thấy không? Để nguyên một cái về giờ thấy không? Giờ nó rời đó, thấy không nè. Thấy chưa? Nè. Thấy không? Nó rời đó, thấy không? Nè. Cái người mà tánh tình không có ước ác à, chứ phai môn nó rời vậy đó. Tôi là tôi thương người chứ tôi không có yêu nha. Còn mà cái người mà yêu đau lúc mà yêu hoàng hoại, yêu đau thương, yêu thấm thía, yêu dai dẳng, yêu mù quáng á, thì chia với tay nó dễ nhẹ mà. Tôi đã thương chúng ta yêu. Đó, bây giờ trở lại cho các vị ngâm cái món này để cho các vị thế tà hữu nè. Bây giờ mình cái món này thì nó bụi dữ lắm. Bây giờ muốn lấy cái bụi nó ra ha. Bây giờ mình ngâm lấy cái bụi nó ra nghe. Bây giờ lấy cách sao? Nè, các gì để miếng bột rồi nha. Để miếng bột cho là lấy bụi nó ra nha. Bất cứ nấm hay là sườn non hay là bất cứ cái gì đồ chai đó mà cái gì sợ bụi đó thì buộc lòng các gì phải để nè, để miếng bột vô rồi ngâm. Là lấy bụi nó ra. Lấy bụi lấy cát ra. Gọi là dĩ độc trị dễ gì đó, nó có cách trị nó là vậy đó. Nó để tới đi rồi mới lấy cái đồ xả nó. Bụi nó ra nghe quý vị nha. Thấy không? Đó, đó là cái cách để mình lấy bụi ra những cái thức chai. Bởi vì bây giờ họ phơi hay là cái gì cũng bụi dữ lắm. Để bất cứ bột gì cũng được, chứ không nhất thiết là bột năng, bột mì tinh hay là bột gạo, bột nếp gì cũng được. Để chút bột vô là lấy ra, thấy không? Nó sáng trưng rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ cái gì ngâm trở lại, ngâm cho nó mềm ra. Này, ngâm nó mau mềm lắm quý vị. Cái mềm mà sắc nhuyễn là ướp nó ra thì mình xào lên thôi, xào chút xíu dầu thì mình thấy cái món tà hủ đó. Sáng kiểu vậy là mấy món này hen, heo đó tôi mở nhà hàng chay được chưa? Đây nè nè. Quý vị coi nè, bây giờ nó thành cái về rồi nè. Hen. Đó, bây giờ quý vị nó thành về rồi, thấy không? Bây giờ nó cũng chưa cứng mấy nhưng mà ý tôi nói nó thành về rồi nè. Chứ không có xỉa vô. Đó, chờ cho thành về cứng luôn, bây giờ trả nó nè. Mà nó chưa cứng mấy nhưng mà tôi trả cho quý vị coi nè. Rồi có con tay là không được chứ. Đây nè, đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Ba cháy chưa? Đó giờ là vàng hết ra, đều hết ra rồi chứ không có cần mà đứng đó mà xỉa hoài.
mình kia mình để đũa nhẹ cho mình lắc vậy thôi, lắc đặng cho mấy cái dầu nó nóng nó thấm đều vậy thôi đó. Ngon chưa? Như vậy nó không có rút dầu nhiều mà nó chín nó giòn đều hết trơn á. Nè, chín giòn rồi thấy chưa? Mấy vị muốn ăn thơm thì cho nó vàng một chút. Còn muốn ăn không thơm thì cho nó trắng, nhưng mà thôi mình làm bì thì cho nó thơm thơm. Bây giờ thời gian này nó chưa hơi gần giòn rồi. Thấy không? Còn một lần nữa là hết phay môn. Mới thấy thầy Tài có cái nghề không? Nếu mà thầy Tài bỏ ra đời, thầy Tài đâu có đói đâu phải không? Nếu mà không giải cứu thuyết pháp mà đi mở quán chay đâu có đói đâu. Nhưng mà tại vì lý do là không phải vì mình tu, không phải vì cuộc sống, cho nên nó cũng làm, nhưng mà làm vừa phải thôi. Đó. Bây giờ mình chiên hết tất cả rồi mình mới chiên cái cá mình làm. Cá tôi làm ngày hôm qua đó. Ngày hôm qua tôi làm và tôi hấp rồi nè. Thấy chưa? Cá làm hấp rồi đó. Cái này nó mềm mà nè, quý vị thấy không? Nó lẹ không? Bây giờ rửa nha. Rửa cho kỹ nha. Đây là một nước là quý vị đã công nhận không? Đây là một nước nha. Hồi nãy là rửa ba nước rồi, ngâm và rửa lại ba nước nữa nha. Đây là một nước đã trôi qua. Bây giờ nước thứ hai nha. Nói nó cũng còn mà đục đục mà thấy không? Là nước thứ hai. Rửa chừng nào mà ra cái nước trong rồi thôi nghe quý vị. Chừng nào nó ra nước trong nó mới sạch nha. Đây là nước thứ hai nha. Giờ nước thứ ba nè, bắt đầu ra nước trong nè, là 6 nước tất cả đó. Ra nước trong rồi nè. Đĩa mà nó cũng còn hơi đục đục với đó nghe. Nó 6 nước tất cả đó quý vị. Giờ đó, bây giờ xong cái ngâm đó, bây giờ mình tới ra bún tàu. Chúng ta để hồi mình luộc, hồi mình trụng sơ nước sôi thôi. Mình nấu nước thiệt sôi mình bỏ vô, bây giờ mà mình đã ngâm trước rồi nè nha. Đây là làm bì nha, nhắc lại đây là món bì. Đó, ngâm món tàu.
đó ngâm là đại đó. Cái này mình để cho nó vừa chảy nước xuống mình vừa thấm, như hồi nãy còn miếng nào và còn cứng đó, thấy chưa? Về cho quý vị coi là thấy chưa? Tả nguyên về thấy không? Nó là phẫu thuật khéo và chuyên khoai môn. Phẫu chuyên khoai môn. Như tôi đã nói là làm tới đâu, dọn tới đó phải không? Cái thao ngâm khoai môn hồi nãy nè, cái thao khoai môn đã dùm rửa nè. Bây giờ mình rửa mình đớp cho nó ráo nước. Ráo nước để chi? Đó, đớp cho ráo nước. Bây giờ mấy cái cặn này mình bỏ nè. Cái gì thấy không? Tôi làm tới đâu là gọn tới đó thấy không? Tại cái lần cuối này nó còn như khoai môn để vô hết cho nên nó hơi nhiều. Nó nhiều cho nên giờ mình phải làm cho nó rời rời ra cho nó chín cho hết. Một cái bình dầu mà tôi chiên hồi nãy giờ quý vị thấy quá trời không, mà nãy tôi đổ ra khúc gì nè mà chiên quá trời và bây giờ vẫn còn nhiều nha, nó đâu có rút dầu gì nhiều đâu, thấy chưa? Cho nước nó nhảy vô nó nổ.
bây giờ dầu nó rút xuống bớt rồi, bây giờ tôi phải chế thêm miếng dầu, bởi vì mình còn cá rất là nhiều đúng không? Bây giờ bớt dầu mình chế thêm miếng vô nè, tại mình còn cá nhiều và cá chiên phải ngập mới được đó. Bây giờ trước khi chuẩn bị căng mình đổ vô đây chút xíu dầu nữa, rồi chút vậy thôi. Như vậy á là coi như mình xài gần nửa bình dầu mà mình chiên ra là sườn non chay nè, nào là củ sắn nè, nào là phay môn nè, bây giờ mì căng rồi cá, nhưng mà nó cuối cùng dầu vẫn là chỉ xài khoảng chừng xị à, bởi vì cái này chiên nó rút chút xíu à. Đó, này là mì căng nè, căng xả ớt nè. Đó, cái gì cũng phải ngập vậy đó, ngập vậy thì nó không có bị rút dầu nào, cái gì thấy không? Mì căng tôi cũng chiên ngập dầu luôn là thấy chưa? Thì nó không có rút dầu nhiều. Nhưng mà quý vị nhớ mì căng xé ra mình ướp trước nha. Bây giờ tôi làm thính nha. Bây giờ thính á, thì rang bằng sợi gạo Ấn Độ thì nó sẽ thơm hơn nha. Bây giờ hầu tôi không có rang mà tôi để vô cái lò nướng tôi nướng gạo nha. Cái máy nướng đó tôi nướng gạo. Đây là máy nướng. Đây gạo Ấn Độ đây. Gạo Ấn Độ nó cứng nhưng mà rang thính nó rất là thơm. Một chén, hai chén gạo Ấn Độ nha. Đây đã thơm dữ lắm. Bây giờ lần đầu tiên là tôi phải bắt độ nóng dữ dằn lắm. Độ nóng này là 400 độ F mà 24 phút nha. Các vị nhớ là 400 độ F nè mà 24 phút nè, thấy không? Nè. Đó, 24 phút lần đầu tiên. Đó, thấy chưa? Nó nóng vậy đó cho gạo nó mới chín nó khét. Nhưng mà có thể hai lần lận á. Vì gạo Ấn Độ nó cứng. Chiên hồi nãy giờ nó hơi nóng. Ừ.
Đây là cái khăn lau cho nó khô. Cái khăn nào lau son, lau nồi, lau thao là khăn lau, nó vệ sinh. Khăn nào lau trên này là lau trên này. Mình đã nhập biếu là mình phân biệt vậy đó. Bây giờ cái hồi nãy là nó rút dầu bớt rồi. Cái món mình chiên phai môn á, rút dầu bớt rồi, bây giờ mình đổ vô cái thao này được rồi đó. Đặng mình thấy không, đặng mình tiếp tục mình chặn cái dầu của mì căng. Không có gì thấy không, phai môn cho nó rời đó trên, thấy không nè, thấy không? Bây giờ cái mì căng nè, không nên giò, không nên vàng mấy nó cứng lắm, mấy bà già ăn quá nổi nha quý vị. Chỉ nó săn là thôi. Bởi vì mình khi mình làm mà xả ớt á, mình còn tiếp tục cho nó hòa quyện vô, mình còn xào nó nữa. Thành ra bây giờ nó chỉ săn lại thôi, chứ không cho nên không nên cho nó vàng. Nó cứng quá thì mấy bà già, mấy cụ già lớn tuổi ăn không có nổi, thấy không? Bây giờ nó hơi săn săn rồi, thấy không? Nó săn một chút nữa thôi. Mình làm gì mình cũng nghĩ cho người già tội nghiệp, người già ăn không có nổi, còn tuổi trẻ thì phải ăn nó giòn, ăn nó cứng, người già ta ăn cứng không có được. Mình thì sống còn lâu hơn người già, cứ mình nghĩ vậy đi. Chứ còn biết là nó vô thừa, nhưng mà tuổi trẻ là lâu hơn tuổi già, cho nên mình làm gì mình cũng nghĩ tới người già, cho người ta ăn cho nó được. Đó, bây giờ nó săn rồi nè. Bởi vì hồi mình ướp nó có muối đâu đó, cho nên bây giờ nó săn rồi nè, thấy không? Đó, bây giờ mình vớt ra nha. Chứ đừng, nhưng tôi nhắc là đừng có để cho nó vàng, thì nó sẽ rất là cứng. Nè. Các vị thấy không? Đó, thấy chưa? Bây giờ bắt đầu mình chiên cá nha. Sẵn dầu rồi mình chiên cá. Hôm qua tôi đi bắt khoảng chừng 160 con cá kèo. Hôm qua bắt khoảng chừng 160 con cá bóng dừa. Bắt ở tại Bến Tre. Qua ba giờ Bến Tre bắt đó, khoảng 160 con cá bóng. Ba giờ Bến Tre là ba dùng thần thông bay qua. Thank you.
Rồi bây giờ bắt đầu mình thời gian là mình lạng ở đây trước. Nhưng mình phải dắt cái được. Mình dắt cho nó khô nước rồi mình lạng nha mấy vị. Nó còn khỏe không? Đúng là còn lực đó, còn sức. Còn sức. Còn sức thấy không? Giấy này nó rẻ rề, lúc nào chúng ta cũng sẵn mấy cuộn giấy trong nhà để mình chiên cái gì mình chặn dầu cho nó bớt dầu ăn nó đỡ độc. Nè bây giờ cá nó vàng vàng như vậy là mình vớt ra được rồi nè nha. Đừng để vàng quá nó cũng ngon nữa thấy không? Đó ngày hôm qua tôi chạy về Bến Tre đó, tôi vớt 160 con cá bóng dừa rồi đem qua đây làm đó. Thấy không? Tối đi bằng thần thông qua đó, bay đi bằng thần thông. Trời lạnh mà sáng vậy làm vậy mà sức mồ hôi đâu có gì thấy không? Bởi vì làm gì nó cũng phải bằng mồ hôi nước mắt là vậy đó. Trời lạnh cống vậy đó, âm độ vậy mà làm ở trong nhà sáng vậy làm không nghỉ cái tay nó sức mồ hôi luôn thấy không? Đó, thái nhuyễn vậy nè, thái nhuyễn vậy rồi mình ướp xong rồi mình cái dầu mình chiên xong còn chút á mình xào lại, thấy chưa? Thái nhuyễn vậy là hồi mình ướp nha, phải cho hết cái thao đó. Ôi sức mà hôi rồi đó quý vị. Đó bây giờ thôi tới đây là 3-4 món. Nhưng mà tôi chưa có làm cái nước sốt này kia nọ. Nhưng mà tôi làm sơ sơ cho các vị coi cái cách chiên nha.
cách chiên, cách lược dầu như thế nào phải không? Thôi cái phim nó dài là tới đây nghỉ nha. Tôi cũng mệt rồi đó. Sức mồ hôi này nè, có gì thấy không? Lạnh mà sức mồ hôi nè, thấy không? Bởi mình làm gì cũng bằng mồ hôi nước mắt của mình. Cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của mình là nó hạnh phúc là vậy đó. Thôi chào hết quý vị nha. Mệt rồi.